Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Winter. Tiếp tục với series xây dựng cấu hình chơi game cuối năm thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dàn máy tự chọn có mức giá dưới 20 triệu đồng để cùng xem là với mức tăng tiến đáng kể từ mức giá 12 triệu đồng ở trong video clip lần trước thì các bạn sẽ có thêm những gì. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ ưu tiên sự hợp lý lên hàng đầu. So với cấu hình lần trước thì lần này chúng ta đã có một sự đầu tư lớn hơn và khoảng 60% chênh lệch. Thế nên là dàn cấu hình của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ có sự nâng cấp tương ứng. Ở đây thì mình có một cấu hình có CPU tốt hơn, một GPU mạnh hơn, RAM tăng gấp đôi và đặc biệt là ngoại hình cũng bắt mắt hơn. Và với sự tăng tiến này thì trải nghiệm của các bạn sẽ không chỉ dừng lại ở tựa game online mà sẽ lớn dần sang một chút là các tựa game online AAA và khả năng livestream trên nhiều nền tảng cũng như là khả năng làm đồ họa ở mức trung bình. Đi vào chi tiết thì nâng cấp đầu tiên mà theo mình rất đáng giá đến từ vị trí của bo mạch chủ. Góp mặt với chúng ta ngày hôm nay là chiếc Aorus B365M Elite đến từ Gigabyte. Đây là một trong những phiên bản B365M có thiết kế đẹp mắt và có giá bán tốt nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Bạn chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 2 triệu đồng một chút là đã có thể sở hữu nó rồi. Cũng giống như những sản phẩm được cùng bác Aorus khác, những chi tiết màu đen cam đặc trưng cùng logo đầu chim ưng liên tục xuất hiện ở các vị trí quan trọng dễ nhìn thấy như tản nhiệt chipset, giáp chạy cổng Ina và ngay cả miếng chặn đằng sau cho cảm giác rất cao cấp. Về mặt đặc tính kỹ thuật, theo công bố của Intel thì chipset B365 là phiên bản nâng cấp nhẹ của B360 vốn đã nổi tiếng từ trước. Những tính năng mới nổi bật mà B365 mang lại bao gồm việc hỗ trợ nhiều lên PCIe hơn, lên đến 20 lên so với chỉ 12 lên trên B360. Số lượng cổng USB kết nối cũng cao hơn và đặc biệt nhất là khả năng RAID của cứng dành cho những ai muốn tận hưởng tốc độ cũng như sự an toàn mà công nghệ này mang lại. Nâng cấp đáng kể tiếp theo đến từ vị trí của card đồ họa và đó không gì khác chính là chiếc GTX 1660 Super. Đây vô tình là một trong những linh kiện được yêu cầu đánh giá ở trên kênh của Hà Nội Winter nhiều nhất trong thời gian qua. Lý do tại vì đã có thông tin cho rằng mặc dù có thông số trên giấy tờ kém GTX 1660 Ti một khoảng, nhưng hiệu năng thực tế của nó khi sử dụng lại ngang bằng với cả 1660 Ti. Ngày hôm nay thì chiếc 1660 Super mà mình có ở đây tiếp tục là một sản phẩm nữa đến từ Gigabyte. Cụ thể hơn nữa thì nó là một chiếc GTX 1660 Super OC. Gigabyte đã đẩy mức xung của sản phẩm này lên khoảng 3% và trang bị cho nó một bộ tản nhiệt mới gồm 2 quạt. Và khi lắp vào tổng thể dàn máy nó sẽ cho một sự đồng bộ nhất định khi được cùng với chiếc bo mạch chủ mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên. Về CPU thì chiếc i5-9400F là một sự cải tiến lớn của Intel trong năm 2019. Ngoài những đặc tính kỹ thuật khác biệt so với những thế hệ tiền nhiệm thì nó còn là đại diện tiêu biểu nhất cho cách tiếp cận hoàn toàn mới của hãng này trong công cuộc cạnh tranh với AMD. Hiệu năng chơi game của i5-9400F đã là điều được chứng minh trong rất nhiều bài kiểm tra trước đây của Hà Nội Winter và sự ưu việt của nó so với i3-9100F là điều dễ nhận thấy khi chênh lệch số nhân và số lượng là 50%, trong khi giá bán chỉ chênh lên hơn khoảng 1 triệu. Đối với RAM thì bộ kit được chọn trong dàn máy ngày hôm nay chính là Vengeance Pro của Corsair, một trong những mã rất được ưa chuộng tại hệ thống của HNC. Nó có thiết kế đẹp, hiệu ứng LED tương đối đa dạng và hiệu năng ở mức khá. Và điều quan trọng nhất là để sở hữu được một kit RAM 16GB đến từ một thương hiệu mạnh như thế này thì các bạn chỉ cần phải bỏ ra 2 triệu tư mà thôi. Ngoài việc mang lại một hiệu năng khi chạy ở chế độ dual channel rất tốt thì việc cắm một kit hai thanh cũng giúp cho các bạn có một sự tự tin nhất định khi những khe cắm RAM của mình sẽ không còn bị trống. Cũng không thể bỏ qua bộ tản nhiệt Zonbo CR1000. Đây là chiếc tản mà trong video top 5 tản nhiệt khí dưới 1 triệu trước đây đã có bạn nhắc đến. Tiếc là thời gian đấy mẫu tản này chưa về chứ nếu không thì nó đã đạt vị trí rất cao rồi. Và có thể chắc chắn một điều là với giá chỉ xấp xỉ 400.000 đồng, Zonbo CR1000 là một lựa chọn hoàn hảo với chất lượng hoàn thiện tốt. Chiếc tản này có 4 ống đồng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt CPU. Hệ thống lá nhôm được thiết kế gọn gàng không gây cấn RAM bất kỳ trường hợp nào và đi kèm với đó là hiệu ứng RGB khá phong phú. Nó sẽ là một điểm nhấn thú vị trong dàn máy tầm trung này. Về những linh kiện còn lại thì chúng ta có chiếc nguồn SSP HIN 500W, bộ vỏ Sama 3903 và SSD Kingston 240GB dạng M2. Đặc điểm chung của cả 3 linh kiện này là chúng chỉ có giá dưới 1 triệu đồng nhưng vẫn là những lựa chọn vô cùng tốt. Đơn cử như bộ vỏ Sama 3903. Chiếc vỏ này có nhiều chi tiết mà các bạn trước đây sẽ chỉ thấy ở những sản phẩm cao cấp như mức độ hoàn thiện, họa tiết trang trí bên ngoài vân vân và vân vân. Nhưng điểm đáng giá nhất theo mình đến từ việc khoảng không bên trong mà 3903 cung cấp cho các bạn là vô cùng thoải mái, thuận tiện cho việc nâng cấp thêm phụ kiện về sau này nếu cần. Ngoài ra nó cũng rất ăn nhập với tông màu của những món đồ còn lại ở trong dàn máy. Đến với phần kiểm tra hiệu năng thì 5 tựa game ngày hôm nay của chúng ta sẽ là GTA 5, Ace Combat 7, Metro Exodus, Dota 2 và CSGO. Bản Windows mình sẽ sử dụng là bản 1909 cùng với bản driver card đồ họa là 441.66 của NVDA và chúng ta sẽ cùng test tất cả các tựa game này ở mức thiết lập cao nhất trên màn hình có độ phân giải Full HD. Với những người đam mê làm máy bay thì series Ace Combat chắc chắn sẽ không phải là một cái tên quá lạ lẫm. Khi chạy trên bộ máy được thử nghiệm, chúng ta có số khung hình rất cao, trung bình là 170 và tối đa là 265. Khi chơi trò chơi này thì các bạn sẽ không chỉ được thưởng thức sự ưu việt của những chiếc tiêm kích đời mới mà còn có cơ hội giao lưu và so tài với những người chơi khác trên toàn thế giới. Vì vậy, chiếm được một chút lợi thế thông qua một màn hình có tần số quét cao là điều các bạn có thể làm và nên làm với cấu hình này. Tương tự tại CSGO thì các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi số khung hình trên giày đạt được là rất tốt, trung bình trên 200 và nó khá ổn định ở nhiều bối cảnh khác nhau. Và nếu các bạn để ý thì đây là cái mức không khác biệt nhiều so với cấu hình 12 triệu mà bọn mình đã review từ lần trước. Và điều này cũng không gây ngạc nhiên lắm khi đây có thể coi là cảnh giới của tựa game này rồi.
Đến với GTA 5 và Metro Exodus thì đây là hai tựa game offline khá nặng nên với mức thiết lập cao nhất, chúng ta sẽ chỉ có khoảng trung bình từ 70 đến 100 khung hình trên giây. Ở một vài bối cảnh sẽ lên được hơn 100, tuy không cao lắm nhưng với lối chơi nặng với cốt truyện chứ không phải thi đấu gì, thì mức này đã là quá ổn để các bạn trải nghiệm rồi. Cuối cùng là Dota 2, cái tên đã quen thuộc với rất nhiều các game thủ Việt Nam. Số khung hình ổn định của chúng ta sẽ là 130, drop thấp nhất cũng chỉ số 116 kể cả khi vào combat. Cái sự mượt mà này sẽ là yếu tố quyết định giúp các bạn giành chiến thắng sau cùng, không thể nghi ngờ gì nữa. Nói thêm một chút về nhiệt độ của CPU thì sau một thời gian dài chơi các tựa game ở trên, chiếc tản Zonbo Serial 1000 đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi luôn giữ cho chiếc i5-9400F ở mức nhiệt độ dưới 60 độ C. Đây là một con số rất tốt và nó cho thấy chiếc tản này không thua kém gì những cái tên đắt tiền hơn cả về hiệu năng lẫn ngoại hình. Như vậy là chúng ta lại vừa đến với một quy hình khá tốt ở thời điểm cuối năm 2019 này, và để sở hữu toàn bộ các linh kiện mà chúng mình vừa liệt kê ở trên thì các bạn sẽ cần đầu tư vào khoảng là 18.800.000 đồng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại với Hà Nội Greeter thì các bạn sẽ có những lựa chọn là chọn những phần quà tùy chọn hoặc là trừ đi 400.000 đồng ngay vào giá. Vậy các bạn nghĩ sao về cấu hình này? Các bạn thấy với mức giá này thì nó đã hợp lý hay chưa? Các bạn hoàn toàn có thể để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.